kéo chân lên nữa, cho qua đi. Nào. Đấy giống giống ở trong đoạn hàng cái hồng này. Nhớ nhớ học nhau không? Đoạn hàng cái hồng cũng đẹp mà. Kéo không vậy? Mất mất cái đoạn là đoạn gần ngó chứ cả vào muối. Mấy thằng thầy như con cặp đi chào thầy anh. Cái đoạn kia xuống anh, trùm thôi, à, chà cao ấy. Ừ. Ừ. Sao nó lột cái này nhổ mùi lắm. Đó nào. Dạ bạn. Cũng có giữ, thì có giữ thì em. Nhưng mà mày cứng người lên thì anh có sức bật của mày chứ. Mày cứng người vào cứng cái bụng máu ấy. Cứng bụng ấy, không ra khỏi cái chân nhà, sợ nó ngã về sau ấy. Cứng bụng nào. Nhưng mà anh kéo mày lên đến tầm bằng mà đến tầm mà mày ngửa là cái mày bung mày chân ra, mày cứ kẹp vào đấy, bao giờ mày giữ chặt mày rồi mày biết bung ra thì mày cái lúc đấy anh mới đà cả đấy lên thẳng người cái mày đã co chân lên rồi. Này đuổi bám kẹp xuống này, đây này có luôn đấy nhá. Đây là mày lên đến nơi rồi anh giữ mày chặt vào rồi mày bắt đầu bung ra. Không sợ. Lên như thế rồi là anh giữ mày trên ngực anh rồi chứ còn có phải là mày rơi xuống đỡ dưới đâu. Anh kéo tay sát đây là anh giữ được mày rồi. Trừ khi mà kiểu là tăng tay như này thì anh cần tụt được xuống thì là nó chuẩn lên xuống rồi lên đây là anh giữ được mày rồi. Chưa?